Thưa quý vị, trong số 31 điểm thi chính thức của kỳ thi năm nay tại Đà Nẵng, có một điểm thi hết sức đặc biệt, đó là điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn. Thưa quý vị, đây là năm thứ hai mà điểm thi đặt tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn được chọn để bố trí dành riêng cho các thí sinh F1, F2 và các thí sinh trong khu cách ly y tế của thành phố Đà Nẵng. Và rút kinh nghiệm từ đợt thi năm 2020 thì năm nay công tác chuẩn bị tại cái điểm thi đặc biệt này đã được ngành giáo dục thành phố có những cái phương án hết sức kỹ lưỡng, và tất cả các cái cán bộ làm công tác thi thì đều mặc trang phục bảo hộ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Còn các thí sinh thì được đưa đón từ khu vực cách ly y tế đến điểm thi, cũng như là được tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về sinh hoạt để tạo cái tâm lý thoải mái cho các em, để các em có thể hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công có 41 thí sinh dự thi, trong đó có 2 thí sinh F1, 1 thí sinh F2, còn lại là các thí sinh ở khu vực cách ly y tế, cùng 59 người là cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên. Các thí sinh được hỗ trợ di chuyển đến điểm thi bằng ô tô trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Tại đây có 6 phòng thi, chia ra thành 3 nhóm: phòng thi cho thí sinh F1, phòng thi cho thí sinh F2 và phòng thi cho thí sinh ở khu cách ly y tế. Các thí sinh mặc đồ bảo hộ khi bắt đầu di chuyển từ nơi ở đến địa điểm dự thi và tháo đồ bảo hộ, khẩu trang trước khi vào phòng thi, bỏ vào thùng rác nguy cơ theo quy định. Cán bộ coi thi tại điểm thi này đã được tập huấn kỹ về các cách phòng chống dịch, mặc đồ bảo hộ, xử lý các tình huống khi làm nhiệm vụ, đồng thời tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng này. Riêng với cán bộ coi thi phòng thi thí sinh F1, sau khi thi xong sẽ về nhà và cách ly tại nhà, không được qua thi các buổi khác. Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng sắp xếp chỗ ăn uống nghỉ ngơi với các thí sinh có nhu cầu ở lại qua trưa. Điểm thi được đảm bảo khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi. Bài thi của thí sinh, hồ sơ thi tại điểm thi này được khử khuẩn trước khi được cất giữ và nộp về hội đồng thi.